kan. Jadi ini bisa dibangunkan. Gak tahu sih benda ini. Ini loh, ada pencetannya ini loh. VVIV. Understand? Halo Dek, halo Kak Nurinda. Aku kalau makan harus live. Karena biar tidak melihat nasi. Kecap biarin. Ini tuh duduk bestie, tuh. Ini loh. Ini loh. Tuh. Kalian mau beli kasur seperti ini? Adik bayinya rewel nggak? Yang rewel bapaknya. Makan apa? Com Andi, com. Có, com ăn mà. Hai vợ chồng ăn. Ở đây là cái gì, com? Hả? Không ăn ở đây. Được nhỉ? Có quả xoài, có quả ổi, có quả quả dứa. ổi là không búp búp không ăn. Đúng rồi. Hết chiêu. Có cho mọi người biết tên Việt Nam không chồng? Không. Chồng ăn. Vợ ăn. Rồi. Ăn. Bây giờ đến lượt vợ này. Tỏ quá chồng. Không một miếng. Mà lại cứ tỏ quá. Hả? Hả không? Không hiểu tỏ quá. Đây, bây giờ đến lượt vợ. Ủa chú có bao nhiêu trần dâm thì sao? Ngon nhỉ? May ok. Hả? May đi làm sinh viên ở đây là ngon. May ăn ở đây à? Ok. Nhiều ngày. Sanjaya. Ini kasurnya itu duduk besti. Ih, tidur-tidur sana. Aku itu mau menyapa sahabat-sahabat Luknut. Dek, aku DM IG yo. HP ku disita bojoku. Sik dicas, Kak. Ora ke sih? Blok ah. Ke dia. Ini kan. Cái điều tối thiểu em nhỏ. Ờ thế mà. Ok, đúng, đúng, mọi người nói đúng. Không nói nha. Mọi người nói. Mọi người không nói em bé cái gì không thích đúng à, rồi không chó Việt Nam mami lihat dedeknya ini vợ nhìn trông chưa ăn mà ăn rồi đây chồng ăn đây. Makan sayur. Semoga cepat nyusul. Amin. Di aku udah 7 tahun belum punya anak. Semoga Kak Ai Cabi ketularan ya. Masalahnya punya suami toh. Biasanya para-para Luknut itu. Para-para Luknus itu bilang, aku belum punya anak karena aku belum punya suami. Terus? Para-para manusia Luknus itu bikin aku emosi. Namanya Sanjaya tapi dipanggilnya Kwai. Nusi.
Ada mah. Alright. Cuma iPhone jam nang kuat. Makan duduk kakak, nanti anaknya malah kerja. Ya tak suruh kerja lah anakku. iPhone jam nang ah. Oke. Tai jam nih. Tadi. Ya udah ya guys, HP-nya panas. Makan. Bye bye.